Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chúng ta lại gặp nhau trong một buổi tư vấn điện thoại rồi. Và ở trong cái video tư vấn điện thoại lần này thì mình sẽ tư vấn cho các bạn top 9 sản phẩm điện thoại cực kỳ ngon, nhưng mà mức giá của nó chỉ lại là cái mức giá sinh viên thôi. Đấy, nói là mức giá sinh viên thì rất là vô vàn, bởi vì sinh viên có người giàu, có người nghèo. Có những người ta bỏ ra cả mấy chục triệu đồng để mua một chiếc iPhone 10S Max chẳng hạn, thì đó cũng là những sinh viên chẳng hạn. Đấy, nhưng mà cái giá sinh viên mà mình muốn nói ở đây là cái tầm giá thôi, thì từ khoảng trên dưới 6 triệu đổ lại nhá. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn được những sản phẩm nào? Tất nhiên nếu mà chúng ta lựa chọn được càng rẻ thì càng tốt. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên, đó chính là Redmi Note 7. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu ở đây là phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, để cho các bạn có thể tiết kiệm được tiền nhất. Đấy, nếu mà những phiên bản RAM cao hơn thì mình sẽ giới thiệu Redmi Note 7 Pro cơ. Đó, thì với Redmi Note 7 phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, tại ClickBuy đang bán cái dòng này với mức giá là khoảng 3.650.000 đồng. Với mức giá như thế, chúng ta đã có thể được một cái sản phẩm với con chip Snapdragon 660 rồi, viên pin rất trâu 4000 mAh, và đặc biệt là cái điểm nhấn của Redmi Note 7 là nó có cái camera 48MP ở phía sau. Đấy, thêm nữa là cái thiết kế của Redmi Note 7 cũng là một cái thiết kế mới, thiết kế bằng kính thay vì thiết kế bằng kim loại giống như là trên Redmi Note 5 Pro. Với cả tiếp theo nữa là cái sản phẩm này, cái phần mặt trước của nó cũng đã gọn gàng hơn rất là nhiều rồi. Đấy, nó còn làm mặt trước màn hình giọt nước. Và Redmi Note 7 là một cái sản phẩm được rất nhiều bạn quan tâm, và mình nghĩ đây có thể coi là một trong những sự lựa chọn rất sáng giá ở trong cái tầm giá dưới 4 triệu đồng. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho bạn đó chính là Redmi Note 7 Pro. Hiện tại thì mình tham khảo trên website của ClickBuy thì mới có cái phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128 thôi. Không biết là những cái phiên bản RAM với ROM thấp hơn thì giá là bao nhiêu, nhưng mà mình thấy là phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128 chúng ta sẽ có mức giá là 6.190.000. Với mức giá là hơn 6 triệu như này thì chúng ta sẽ được một sản phẩm với cấu hình khá ổn, với con chip được nâng cấp hơn, đó là con chip Snapdragon 675. Chúng ta sẽ được một cái sản phẩm mà có phủ nano kháng nước, có thêm cả củ sạc nhanh đi kèm, và tiếp nữa đó là cái cảm biến camera 48MP của Redmi Note 7 Pro là cảm biến đến từ Sony thay vì cảm biến của Samsung giống như là trên Redmi Note 7, và cái chất lượng của nó cho ra cũng tốt hơn so với cả Redmi Note 7. Đấy, và những yếu tố khác như kiểu là pin cực kỳ trâu thì nó vẫn được giữ nguyên. Đấy là những cái điểm nâng cấp của nó so với Redmi Note 7, và mình nghĩ là với cái sự nâng cấp đó thì chúng ta nên mua những cái phiên bản Redmi Note 7 Pro nếu chúng ta thực sự có tiền. Đấy, còn nếu mà chúng ta muốn mua một cái sản phẩm của năm ngoái nhưng mà rất có thể là đến thời điểm mình làm video này nó đã hết hàng rồi, thì chúng ta có thể lựa chọn Mi 8 SE. Mi 8 SE với một cái tầm giá mình nghĩ là cũng xem với cả Redmi Note 7 Pro ấy, thì sản phẩm này sẽ được con chip nó hơn Redmi Note 7 Pro. Con chip của nó là Snapdragon 710. Con chip 710 thì nếu mà so sánh sang với cả con Snapdragon 675 thì mình đánh giá là cái GPU của Snapdragon 710 sẽ nhỉnh hơn. Đấy, nhưng mà về cái tốc độ của nó thì sẽ thua con 675 một chút xíu. Với Xiaomi Mi 8 SE thì chúng ta có thể lựa chọn được một sản phẩm chạy con chip 710 có thể coi là rẻ nhất ở trong tầm giá rồi. Đấy, và nó cũng có một cái thiết kế nó tương đối là đẹp mắt, màn hình cũng đẹp, hiệu năng thì rất là tốt, thời lượng pin thì ở mức độ đủ dùng thôi. Camera của nó thì rất là đẹp mắt, mặc dù độ phân giải thì không cao bằng Redmi Note 7 với Note 7 Pro đâu, nhưng mà cái chất lượng cho ra cũng như nước ảnh chụp thì rất là ngon. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn sinh viên đó chính là Vsmart Active 1. Hiện tại thì ClickBuy đang bán sản phẩm này với mức giá là 4.490.000. Tuy nhiên, khi các bạn mua hàng tại thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá là 600.000 đồng, và họ mở ngoặc ở đây đó là trừ thẳng vào giá. Nghĩa là nếu mà trừ đi 600.000 là cái sản phẩm này còn dưới 4 triệu cơ. Vậy là dưới 4 triệu chúng ta đã có thể lựa chọn được một sản phẩm với con chip Snapdragon 660, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, rẻ nhất có thể rồi. Đấy, đấy là những ưu điểm của nó. Thêm nữa là nó là một sản phẩm hàng Việt, có một cái thiết kế tương đối là nhỏ gọn, màn hình thì cũng được Full HD cộng, và đặc biệt là cái giao diện rất thuần Android của nó sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm tương đối mượt mà ở trên Vsmart Active 1. Còn nếu mà chúng ta có nhiều tiền hơn, chúng ta muốn một sản phẩm mà có RAM nó cao hơn, có camera nó đẹp hơn và có thời lượng pin trâu hơn, thì chúng ta có thể lựa chọn Vsmart Active 1 Plus. Hiện tại cái giá niêm yết của cái sản phẩm này tại website của ClickBuy là 5.790.000. Tuy nhiên, khi các bạn mua hàng tại thời điểm này, các bạn sẽ được trừ thẳng trực tiếp 800.000 đồng vào giá, nghĩa là giá của nó còn lại là dưới 5 triệu đồng, nghĩa là khoảng 4.990.000 đồng. Và với dưới 5 triệu đồng chúng ta đã có một cái sản phẩm với RAM 6GB, chip 660, ROM 64GB, rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ, thậm chí là nó còn rẻ hơn cả Realme
Realme 2 Pro, đấy thậm chí rẻ hơn Realme 2 Pro. Pin của nó cũng trâu, màn hình của nó được, màn hình lớn hơn. Và sản phẩm này thì có thiết kế là kính và kim loại hơn so với cả Realme 2 Pro, chỉ là phun nhựa mà thôi. Và với những sản phẩm Vsmart, sản phẩm của Việt Nam như này thì các bạn còn được bảo hành 18 tháng, bảo hành một đổi một trong vòng 101 ngày, bảo hành phụ kiện một đổi một trong vòng 6 tháng. Đấy kiểu như thế. Thì thực sự Vsmart là những sản phẩm cũng tương đối là đáng mua ở trong cái tầm giá, nếu mà chúng ta xét trên tham chiếu đó là hàng chính hãng và hiệu năng rất tốt. Rồi sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Samsung Galaxy A6s. Cái sản phẩm này đang có mức giá tại Clickbuy là 4.490.000 đồng. À và đây, quên mất, đây mới là sản phẩm có RAM 6GB, chạy con chip 660 rẻ nhất, lại chứ không phải là Vsmart Active 1 Plus đâu. Nhưng mà con này thì lại là phiên bản hàng sách tay. Active 1 Plus thì chúng ta sẽ xét trên cái tham chiếu là hàng chính hãng đó. Và A6s thì ngoài cái điểm nhấn là RAM 6GB, chip 660, ROM 64GB thì nó còn là thương hiệu Samsung này. Đấy, thiết kế của nó thì là thiết kế khung viền kim loại và mặt lưng bằng kính này. Viên pin cũng tương đối ổn, 3300mAh. Màn hình thì là 6 inch, độ phân giải là Full HD cộng. Và có bộ đôi camera ở phía sau, độ phân giải là 12.2.1 triệu phông, camera tự sướng là 12. Đấy, đấy là những thông số về Galaxy A6s. Đây có thể coi là một trong những sản phẩm rất tốt về mặt cấu hình và mặt thương hiệu đó. Còn nếu chúng ta lựa chọn hàng chính hãng với Samsung thì sao? Thì trong cái tầm giá khoảng 6 triệu đồng là chúng ta đã có thể lựa chọn được Samsung Galaxy A50 đang được bán tại Clickbuy rồi. Cái sản phẩm này thì chạy con chip Exynos 9610. Con chip này thì mình đánh giá là nó xem về Snapdragon 660. Đó còn chưa kể là Galaxy A50 là một cái sản phẩm có pin rất trâu, khoảng 4000mAh. Đấy là những cái điểm nhấn của Galaxy A50 so với cả những cái sản phẩm khác ở trong cùng tầm giá của nó. Còn nếu mà các bạn sinh viên, các bạn muốn mua những sản phẩm flagship thì sao? Đấy thì mình hướng tới hai flagship cũ của Samsung với cả Apple. Thì với cái tầm giá khoảng 6 triệu trở xuống đi, chúng ta có thể lựa chọn được Samsung Galaxy S8 Mỹ, hàng trả bảo hành đang được bán tại Clickbuy với mức giá là khoảng 5.9 triệu. Đấy, với 5.9 triệu thì S8 là một sản phẩm nó tương đối nhỏ gọn, dễ cầm nắm này, màn hình được 2K này, hiệu năng thì rất tốt. Với hàng Mỹ chúng ta đã được con chip, mình không lầm là Snapdragon 835 thì phải. Camera của Galaxy S8 Plus cũng rất ngon, với cả các yếu tố khác, ví dụ như là có kháng nước kháng bụi này, loa ngoài nghe rất hay, vân 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 vân. Đấy là những cái ưu điểm của Galaxy S8 Plus. Còn nếu chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm flagship của Apple trong tầm giá dưới 6 triệu thì các bạn có thể lựa chọn luôn iPhone 7. Đây, một thiết bị mà mình luôn luôn ghi âm cho các bạn đây này. Đấy, iPhone 7 mình luôn luôn sử dụng. Rồi, với iPhone 7 thì chúng ta được một sản phẩm nhỏ gọn, dễ cầm nắm, dễ đút túi quần, mang đi mang lại rất là dễ dàng, thu âm thì tốt, camera thì đẹp, màn hình ở mức độ đủ dùng nhưng mà màn hình nó hơi bé đấy nhá. Pin thì bắt buộc phải sạc 2 lần, nhưng được cái là được thương hiệu Apple, được kháng nước kháng bụi, đấy là những cái ưu điểm của iPhone 7. Và như vậy là mình vừa mới giới thiệu cho các bạn top 9 các cái sản phẩm khá ngon và mức giá chỉ là mức giá dành cho sinh viên mà thôi. Các bạn cảm thấy sao về 9 sản phẩm này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và theo các bạn thì sản phẩm nào đáng mua nhất thì cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.